Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực chức năng khu đô thị phường Đức Giang và phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Theo phê duyệt, phía Bắc khu đô thị là đường quy hoạch có mặt cắt ngang rộng 17m, phía Tây là đường quy hoạch có mặt cắt ngang rộng 30m và 13,5m, đường quy hoạch phía Đông có mặt cắt ngang rộng 17,5m và 13,5m. Đường quy hoạch phía Nam có mặt cắt ngang rộng 25m. Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khu đô thị rộng 13,42 ha với quy mô dân số khoảng 1.300 người. Hà Nội giao cho Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam tổ chức lập quy hoạch dự án.